chị em quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test và giới thiệu đến anh em một em lọc xì rất là VIP mang thương hiệu Puler. Em này thì có model là SG77 em nhé. Một trong những em gần như là hết số của SG mã Puler. Với SG90 là full mã thì em này đang là em SG77. Sở hữu mặt phay nhôm màu trắng với kích thước ngang là 42, cao 12.5, sâu 35 anh em nhé. Với công suất tiêu thụ lên đến 34W, máy chạy điện 100, tải xuống cực kỳ là sâu, xuống 16 Hz này. Lên cao nhất là 25.000 Hz. Sở hữu 17 cần, chia đều cho hai kênh là 34 cần. Với tính năng rất là độc đáo của em lọc xì mang thương hiệu Puler, đó là tính năng Power, có thể tự động chạy sang các cái giải của kênh số 2 và sẽ suy giảm tiếng từ từ và tăng tiếng lên, không gây tiếng bụp như các em lọc xì khác anh em nhé. Em này thì có tính năng rất là hay, đấy là tính năng Power. Đặc biệt em này thì có thêm một cái volume to nhỏ. Với em cổng tép thì có chung, vì em này sử dụng được 3 cổng lục vàng, tép 1, tép 2 thì sử dụng chung một volume tép, còn đường xa sử dụng một volume anh em nhé. Em có thể ghép với các cục bao để thay thế các em dề được nhé. To nhỏ, tiếng rất lợi với em Puler này. Và nội thất bên trong thì cũng rất là khủng. Hàng em này thì em cam kết bao zin cho nha. Bây giờ em quay góc cạnh rồi sẽ quay luôn nội thất, vì em đã mở sẵn lắp của em rồi. Góc cạnh gần như là không có một vết cấn này. Anh em nhìn kỹ nha, mép trên này có một chút gọi là hơi bị xước một tí thôi, mép trên nhé. Còn lại góc cạnh này cực kỳ là đẹp. Đây là phía của em Omni nhé. Và giá sản phẩm này thì bên em bán ra với giá là 10 triệu anh em nhé. 10 triệu bao ship cho anh em là chuyển khoản đủ, cốt đặt cọc trước giúp em 1 triệu nhé. Bây giờ thì em sẽ quay qua nội thất luôn. Em này thì với hai tầng vỉ nên là một vỉ bên dưới này, đây toàn bộ đây là hệ thống khuếch đại âm sắc, còn bên dưới sẽ là hệ thống chuyển cọc cũng như là nguồn nhé. Thì em không thể tháo những cái ốc này ra để mà lật lên cho anh em xem nhìn cái dàn tụ của bên dưới. Anh em nào cần ảnh chi tiết thì hãy liên hệ kết bạn Zalo giúp em qua số điện thoại là 0981 956 486 nhé. Với mã SG này thì nếu như anh em nào lựa chọn SG60 có phiên bản màu đen thì có giá là rẻ hơn khá là nhiều, còn em này thì là có giá là 10 triệu nhé, với công suất 34W cho anh em nào thích công suất. Còn với bên em bán hàng thì em vẫn luôn bảo với anh em rằng với lọc xì thì không quá quan trọng cái watt, đó chỉ là watt tiêu thụ thôi nhé. Còn anh em nghĩ như thế nào thì đấy là do anh em thôi. Còn tất cả cái watt đít của lọc xì đó chỉ là công suất tiêu thụ. Máy rất là đẹp, giá là 10 triệu anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em qua số điện thoại em để trên vai. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.